Hello, anh em mình lại gặp nhau rồi, các ông giáo. 3-4 ngày trôi qua rất là nhiều cảm xúc bởi vì World Cup. Mình thì mình đang dự đoán đó là Pháp Brazil vô địch. Đó, đấy là cái chuyện của tương lai. Còn hôm nay anh em mình sẽ nói về lại về nước hoa thôi, chứ còn biết cái nói đếch gì bây giờ. Thì thật ra thì có rất nhiều những sản phẩm hàng năm phải đến có đến hàng nghìn những sản phẩm được ra mắt. Và nó sẽ có những câu chuyện xung quanh những sản phẩm đấy. Và cái video của mình ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh em một số những cái chai nước hoa mà cá nhân mình thấy rằng nó có một số phận có thể gọi là khá là hẩm hiu. Hẩm hiu ở đây có thể là mùi ngon nhưng không được nhiều người biết đến, mùi ngon nhưng lại bị kết liễu sớm, bị ngưng sản xuất sớm, bla bla bla, hoặc là mùi ngon thế nhưng bị đánh giá thấp hơn so với cái giá trị thực của nó. Nói tóm lại là rất nhiều những câu chuyện xung quanh những chai nước hoa này. Và trong cái video của mình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà mình cho rằng nó có một cái gì đấy nó khá là hẩm hiu hơn so với những cái sản phẩm cùng nhà nước hoa đấy. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình relax và let's go. Ok anh em, chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là một sản phẩm đến từ nhà Azzaro. Nhắc đến nhà nước hoa này thời điểm hiện tại thì mình chắc chắn rằng mình nghĩ rằng phải đến 80% các anh em đều đang lùng sục hoặc là check là wanted by night hoặc the most wanted. Có thể nói rằng trong khoảng cá nhân mình thấy là khoảng 2 năm mới đây thì nhà Azzaro làm mùi những cái line ví dụ như là wanted này, họ làm mùi rất là lên tay, họ làm mỗi một chai đều có một cái nét riêng và đều đáp ứng được những cái tiêu chuẩn ví dụ mùi nịnh mũi, dễ dùng, hiệu năng mùi tốt và dễ nhận được những lời khen giống như kiểu Dior Sauvage kiểu như thế. Có nghĩa là nó không thể gọi là một cái bước ngoặt, một cái gì đấy đột phá sáng tạo về mùi hương, tuy nhiên nó lại đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí của một người dùng bình thường nước hoa họ cần. Thì đấy cũng là một cái nỗ lực rất là mình đánh giá rất là cao của nhà Azzaro. Thì mình thấy rằng khi mà nhắc đến những cái thời điểm gần đây, khi nhắc đến nhà nước hoa này thì chúng ta thường hay nhớ đến the most wanted hoặc wanted by night. Tuy nhiên trong quá khứ họ đã có một chai nước hoa mà mình đánh giá cũng không hề là kém cạnh, đó là Azzaro Visit. Đây là một mùi hương của gỗ tuyết tùng, của một chút nhang và của một chút của long diên hương. Nó tạo nên một cái tông mùi dạng kiểu như mình thấy nó dạng như kiểu là woody, thế nhưng mà nó dạng kiểu fresh, một tông gỗ nhẹ nhàng, không phải là quá là nồng, không phải là quá là gắt. Tuy nhiên nó là tạo nên một cái tông mùi gỗ tuyết tùng rất là độc đáo. Cá nhân mình thấy là như thế. Một cái mùi hương mà nếu như các anh em đã lên Fragrantica chúng ta đều đã thấy là mọi người thường đều đánh giá rất là cao sản phẩm này. Tuy nhiên nó lại không được may mắn như người em của nó là được nhiều anh em ít nhất là ở Việt Nam biết đến. Còn chai nước hoa này thì lại là không được may mắn như thế. Có lẽ bởi vì là chúng ta thường hay có một cái thích, mình thấy là đa phần các anh em đều thích, đã là gỗ thì nó phải là đậm, nó phải là ào ào, nó giống như kiểu những cái chai Replica Autumn Vibe hoặc là Paris Monte Carlo, Santa du Pacific hoặc là Santa Barbara. Nó ít nhất nó phải gõ rõ tông gỗ, nó phải mạnh bạo, nó phải ào ào vân vân thì sẽ có những cái số lượng phần trăm các anh em thích những cái kiểu dạng tông gỗ như thế. Còn với Azzaro Visit thì nó lại là một cái gì đấy nó rất là nhẹ nhàng, tông gỗ tuyết tùng cộng với nhang. Mặc dù đều là những cái nốt mạnh thế nhưng ở trong chai nước hoa này thì nó rất là nhẹ nhàng, cho nên có lẽ là bởi vì lý do đấy Azzaro Visit mặc dù được đánh giá rất là cao nhưng cũng không phải là quá phổ biến, ít nhất ở thị trường Việt Nam. Thì đấy cũng là một cái điều đáng buồn với em bé này. Ok, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là khi mà chúng ta nhắc đến những cái hãng hoa xe hơi ví dụ như Bentley, Mercedes, Ferrari thì thường các anh em đều biết đến Bentley Intense. Một cái mùi hương thì nói chung là chúng ta không phải nói nhiều, 007 của nước hoa, 007 của James Bond của nước hoa. Tuy nhiên có một chai nước hoa của Mercedes làm mùi cũng tinh tế, không hề kém. Tuy nhiên mình cảm giác rằng nó bị lép vế hơn so với Bentley Intense. Đó là Mercedes Club Black. Mùi hương của chai nước hoa này đó là sự kết hợp giữa benzoin, vanille, một cái có thể gọi là một cái combo mùi rất là cơ bản trong của vanille. Khi mà hai cái này kết hợp lại với nhau nó sẽ có tạo nên một cái mùi hương ngọt và cái độ hơi nhựa đó kết hợp cùng cái vị ngọt của vani và cái nhựa của benzoin, nó tạo nên một cái tông mùi vani rất là đẹp. Ở chai nước hoa này nó thường được so sánh với hai tượng đài rất là có thể gọi là đẳng cấp, đó là Jacques Lang Double Vanille và chai nước hoa thứ hai đó là Paris Oud Black Vanilla. Đáng tiếc là chai của Paris Alice thì đã ngừng sản xuất, còn Double Vanille thì một cái giá nó quá là đắt. Và Mercedes Club Black nó cũng có một cái thiên hướng mùi như thế. Tùy các anh em có thể đánh giá nó là clone hay không, cái đấy là tùy mỗi người. Tuy nhiên đấy là một chai của một hãng xe hơi và nó đã làm một cái mùi vani có thể gọi là tinh tế, cũng khá là độc đáo. Và cái nữa thì giá chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nó không được phổ biến bằng Bentley Intense for Men, cho nên cũng lấy là một cái điều cũng rất là đáng tiếc. Anh em nếu mà có dịp thì tất nhiên là chúng ta thích những cái kiểu tông mùi như của Nishane này, của Guerlain Double Vanille thì hãy thử mùi hương của Mercedes Club Black. Anh em sẽ thấy là nó sẽ rẻ hơn và chúng ta cũng sẽ nhận được những cái lời khen ngợi. Ok. Thứ ba đó là Lanvin de Lhomme. Thật ra các anh em đều đã biết hiện nay thì Lanvin de Lhomme đã bị reform mùi rất là nhiều, và chúng ta thường khi mà nhắc đến Yves Saint Laurent thì là Lanvin de Lhomme, và đặc biệt hơn phải là batch cũ đó. Nhưng mà tiện đây thì mình cũng phải nói với các anh em một chút, đó là mọi người đừng quá thần thánh rằng hai những cái batch cũ của nó có hiệu năng có thể gọi là vượt trội hơn hẳn so với những batch mới. Thì mình không biết có thể là trên da của mình như nào, nhưng tiện đây thôi mình cũng xin nói là các anh em cũng không cần thiết phải là sống chết tìm mua bằng được những cái chai batch cũ. Mình đồng ý rằng hiệu năng của những batch cũ là nó hơn, thế nhưng nó không phải là ví dụ như là từ một chai đang bám khoảng 10 tiếng mà đến bây giờ chỉ còn 4 tiếng thì không phải. Nó hơn nhưng không đến mức gọi là nó giống như là hơn hẳn một bậc thì nó không phải là như thế. Đấy là trên da mình sử dụng thì mình nói là như thế. Đấy là tiện mình đang nói thôi, chứ mình không phải là mình không có hàng những cái batch cũ thôi, cho nên các em đừng hỏi mình. Tuy nhiên chúng ta có thể sở hữu một chai nước hoa khác cũng của nhà Yves Saint Laurent và mùi hương nó cũng đảm bảo đến tiêu chí sexy, thơm và hiệu năng mùi có thể là tốt hơn rất là nhiều. Đó là Yves Saint Laurent L'Homme Intense, mà hiện nay hình như là nhà nước hoa này để đó là Yves Saint Laurent L'Homme Le Perfume Intense. Hai cái tên là khác nhau, tuy nhiên về mùi hương thì là giống nhau. Chai nước hoa này khi mà chúng ta mở nắp thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy cái vai mùi của Lanvin de Lhomme, và nó ngọt hơn, nó đậm hơn với sự kết hợp của long diên hương và như là của quế. Nói chung là nó vẫn là theo như mình cảm nhận thì là nó có cái style của Lanvin de Lhomme đó, nó có một chút cái style của Lanvin de Lhomme nhưng nó đậm hơn, nó ngọt hơn. Trên da của mình thì mình thấy rằng hiệu năng mùi của nó tốt hơn. Vì thế nếu như anh em nào mà chúng ta ưa thích cái mùi của Lanvin de Lhomme thì các anh em có thể tham khảo Yves Saint Laurent L'Homme Intense. Mình không nói hai chai nước hoa này là giống nhau nhá, nó đại khái là nó có một cái gì đấy ở một cái khoảng cách nào đấy chúng ta sẽ cảm thấy là nó làm mình liên tưởng đến Lanvin de Lhomme, chứ còn mùi chai nước hoa này là khác. Tuy nhiên như mình đã nói, nó cũng sexy, nó cũng thơm và nó bám mùi thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn những phiên bản Lanvin de Lhomme hiện tại. Nên anh em nào nếu mà có dịp thì chúng ta cũng nên thử xem, không sao cả. Chứ mà thấy em nó có vẻ ít được nhắc đến thì cũng hơi đáng tiếc. Ok. Thứ tư đó là Frederic Malle. Khi mà nhắc đến nhà nước hoa này chúng ta thường hay nhắc đến đó là Carnal Flower, Un Rose, Portrait of Lady, Vetiver Extraordinary, Vetiver vân vân, hoặc là Mercer Ravageau. Đấy là những cái chai nước hoa nó giống như kiểu là một dạng flagship của nhà Frederic Malle. Bất kỳ ai chơi nhà nước hoa này thì 90% đều sở hữu những chai nước hoa trên. Tuy nhiên có một chai nước hoa mà mình muốn các anh em nếu mà có dịp hãy thẩm mùi, đó là Frederic Malle All the Macalonia, một mùi hoa lan tuyệt vời. Về mình đưa cho đâu khoảng 4-5 người anh em chơi cùng mình thẩm mùi chai nước hoa này thì ai cũng khen là mùi này sang, dễ sử dụng và rất là, và cái quan trọng nhất là nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì nói thật là nó so với những cái chai nước hoa còn lại mình vừa list thì nó thật sự nó không, mình nghĩ rằng nó không gợi lên được nhiều những cái ấn tượng đối với mọi người. Thì đấy cũng là điều rất là đáng tiếc. Do vậy anh em nếu mà có dịp hãy thử Frederic Malle Macalonia. Ok. thứ năm đó là một sản phẩm của nhà Hugo Boss. Khi mà nhắc đến nhà nước hoa Hugo Boss này, chúng ta sẽ đa phần các anh em đều sẽ nhớ đến Boss Bottled, một cái line mà có quá nhiều sản phẩm và nan nát nhau cái chai lọ và cái tên. Thực sự là nhà nước hoa này, nếu như mình mà được làm chủ Hugo Boss thì mình phải đuổi cái thằng mà nó làm về dạng như kiểu marketing cho cái line nước hoa này, bởi vì tên nó cứ na ná nhau, nó làm cho mọi người quá là rối lên khi mà muốn tìm hiểu về mùi hương. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ gợi ý cho anh em một chai nước hoa mà mình tin rằng là nó sẽ khác biệt với những cái chai Boss Bottled mà các anh em đã được ngửi. Đó là Hugo Boss Boss Bottled Collector Edition. Đây là một chai nước hoa nó vẫn theo một cái tông chủ đạo, đó là táo. Và ở chai nước hoa này nó kết hợp cùng với quế và gỗ đàn hương, cho nên khi mà cái dry down của nó, chúng ta sẽ cảm thấy cái hương vị đặc trưng của táo và cái ngậy của gỗ đàn hương cộng thêm một chút cay nồng của quế, rất là thú vị. Mình thấy rằng nó cá tính hơn những cái chai nước hoa khác của Boss Bottled, và đấy cũng là cái câu chuyện mình muốn nói về chai nước hoa này. Nếu như anh em nghĩ rằng line Boss Bottled nó không có quá nhiều những cái thú vị, nó không có quá nhiều những cái điểm nhấn, thì các anh em nếu mà có dịp hãy thử chai nước hoa này. Mình nghĩ rằng biết đâu anh em lại tìm được cái chân ái mùi hương của mình. Ok. Và cuối cùng, một chai nước hoa đến từ nhà Lanvin. Đây là một chai nước hoa mà nó có sử dụng thuốc lá, mật ong. Cái combo mùi rất là quen thuộc đúng không phải không các anh em? Thuốc lá, mật ong và nếu như mình nhớ không nhầm như là có cả vanilla, mình không nhớ chính xác, thế nhưng thuốc lá, mật ong thì mình nhớ rất là rõ. Chai nước hoa này là một cái câu chuyện rất là đáng tiếc. Mình thấy rằng rất là đáng tiếc, bởi vì mình không hiểu tại sao nhà Lanvin đã quyết định ngừng sản xuất một sản phẩm, một mùi hương rất là xuất sắc. Mình tin rằng nếu như đến hiện tại nó vẫn còn trên thị trường thì ví dụ như Jacques Club hoặc là Perfumes The Bali Herod cũng chưa chắc đã có thể là gây sốt cho các anh em khi mà ra mắt trên thị trường, ít nhất là thị trường Việt Nam, bởi vì đây là một chai nước hoa mình đánh giá thuốc lá đỉnh cao, đó là Lanvin Avant Garde. Một cái mùi hương rất là tuyệt vời. Mình nhớ là có một lần mình đưa ra một dân chơi niche và ngửi mùi hương này và rất là muốn đi tìm để mua, nhưng mà em quay một ô mất lượt rồi, em làm sao tìm được chai nước hoa này nữa. Thì thực tế thì bây giờ chai nước hoa này rất là khó tìm, và cái mình muốn nói đây là tại sao họ lại có thể ngưng sản xuất một chai nước hoa mà nếu như nó còn tồn tại thì rất nhiều những chai thuốc lá khác chưa chắc đã có thể dễ dàng bán được ở Việt Nam, ít nhất là thị trường Việt Nam. Mình nghĩ là như thế. Đấy là một điều rất là đáng tiếc. Thì vừa sang mình chia sẻ đến với các anh em một số chai nước hoa mình cho rằng nó không được may mắn đó. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ bye bye.